Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 2021, thì mình tiếp tục đang có mặt tại thành phố Sóc Trăng để chia sẻ hình hình ngày hôm nay như thế nào. Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Thì ngày mới cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và hãy nhớ thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế khi ra ngoài. Đây, hiện nay thì mình đang đứng trên cái tuyến đường Lê Hồng Phong các bạn, chuẩn bị đi vào cái đường Lê Hồng Phong thẳng vào chỗ bưu điện tỉnh luôn các bạn. Thì bây giờ mình đang đứng ở khu vực này, chuẩn bị đến với cái dòng xe ở phía trước là dòng xe Lê Dũng với Lê Hồng Phong. Mình thấy tình hình của bà con hôm nay thì cũng khá đông các bạn. Đây, bây giờ mình đang đi dọc về trong khu trung tâm thành phố nha các bạn. Đây, trước đây là dòng xây các bạn. Đây là cái dòng xây thứ nhất của Lê Hồng Phong với đường Lê Duẩn các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ đi thẳng luôn, đi vào cái hướng nhà đèn cũ với vào đường Lê Hồng Phong để ra bưu điện luôn nha. Thế này mình thấy có một cái chiếc xe bán bông hoa lan rất là đẹp ở khu vực này luôn nha. Quá đẹp. Đây, bây giờ mình đang đứng ở khu góc một góc nhỏ bên cái đường dòng xây nơi đây. Thì giờ này thì mình thấy là mặt trời hôm nay thời tiết nó mát mát các bạn. Hình như ở đây là như mới mưa dứt thì thấy mát mát các bạn ơi. Đường nó hơi ướt ướt chút. Để phòng tránh và ngăn chặn lây lan của virus, hãy chủ động thực hiện tốt các biện pháp sau. Cần che mũi miệng khi ho, xì mũi bằng khăn giấy dùng một lần. Thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng. Tránh tiếp xúc bất kỳ với ai có dấu hiệu triệu chứng cảm lạnh hoặc triệu chứng như cúm. Nên hạn chế ra ngoài, hạn chế đám đông, bớt đi lễ hội chùa chiền. Ăn uống điều độ, uống nước nhiều, vận động đều đặn. Khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay. Hạn chế ngồi phòng máy lạnh. Nhà cửa giữ gìn sạch sẽ, thoáng mát, có ánh nắng càng tốt. Nếu cảm thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, phải thông báo ngay cho cơ quan sở y tế gần nhất để được tư vấn, cách ly và điều trị phù hợp. Đây, bây giờ mình đi đến cái chỗ ngã ba nhà đèn các bạn, hay là còn gọi là đường Sambo đó. Bây giờ mình tới chỗ này là nhà đèn cũ nè các bạn, bây giờ là điện lực nè. Đây, phía trước mình là cái ngã ba, thì một hướng các bạn đi quẹo bên tay phải là vào đường Sambo hay gọi là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hôm nay thì mình không đi đường đó nữa mà đi đường thẳng vào đường Lê Hồng Phong để ra cái dòng xây của Bạch Đằng các bạn. Giờ mình đến bưu điện luôn. Và bây giờ là mình đang đứng ở trên đường Lê Phong là các bạn, ngay chỗ chốt đèn xanh đèn đỏ. Thì
Và các bạn cũng biết tình hình hiện nay thì dịch bệnh nó diễn biến rất là phức tạp, có nhiều ca F0 trong cộng đồng. Nếu mà mình không có việc thì đừng có nên ra ngoài. Nếu mà có ra ngoài về thì mình kỹ hơn là mình phải tắm thêm xà bông các bạn, để mình bảo vệ cho chính bản thân mình nghe, và bảo vệ cho người nhà. Các bạn nhìn thấy là con đường Lê Hồng Phong này, các bạn nhìn thấy những quán ăn khói nghi ngút, nó nướng thịt rất là nhiều mà cũng vắng vắng khách các bạn. Chỗ cho người người ta ngồi ăn ở ít có dám các bạn, tại rất sợ. Bây giờ thì mình đi dọc ra luôn các bạn. Đây là các bạn thấy cũng nước như ở này mơ vừa mới dứt thì các bạn ơi. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, số lượng lớn người dân sóc trăng từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trở về địa phương, trong đó số người nhiễm sars cov 2 khá cao. Ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng kêu gọi gia đình có người thân về từ ngoài tỉnh đang thực hiện cách ly tại nhà chấp hành nghiêm quy định cách ly, tuyệt đối không ra khỏi nhà để tránh dịch bệnh lây lan. Đây thì bà con cũng biết tình hình hiện nay trên địa bàn thành phố Sóc Trăng thì cái nhiều ca F0 nó trong cộng đồng rất là nhiều, cho nên mình ra ngoài mình phải cẩn thận hơn. Thì mình tốt nhất là mình phải nhớ là khẩu trang là 5K là chơi tốt nhất nha các bạn, để bảo vệ giữa mình trước. Thì mình thấy là con mình ở đây thì trên địa bàn thì mình thấy hầu như là ai cũng khẩu trang hết trơn các bạn. Nhưng mà hiện bây giờ thì các bạn nếu mà trong cái dịch này rất phức tạp thì mình về nhà mình có thể mình nấu thêm cái nước xả chanh gừng các bạn để nấu uống thêm để mình cho nó có cái khách đề kháng tốt hơn các bạn. Đây là cái chỗ đèn xanh đèn đỏ vào đường Hai Bà Trưng các bạn. Đây là chỗ bãi giữ xe của thành phố các bạn, xe tải. Đây là chỗ giữ xe, hồi xưa là bến xe gồi đó các bạn. Và bây giờ là chỗ này là khu vực bưu điện. Rồi bây giờ Sông Nước Miền Tây cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ, có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Và hãy đón xem những video kế tiếp của Sông Nước Miền Tây. Nếu có hay hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để có nhiều video mới nhất khi Sông Nước Miền Tây tải lên. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video sau của tụi mình.